Ok, chào mọi người. Hôm nay lại gửi đến mọi người ít lửa câu nha mọi người. Thì ở đây sẽ có 22 mã lửa câu. Có những lửa đa phần là của Gamakatsu nha mọi người, hàng nội địa Nhật, xuất tay từ Nhật về. Rồi, shop sẽ bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi không giống bếp sắp lên á thì anh em cứ gửi về shop nha. Rồi, cảm ơn mọi người. Ok, chào mọi người. Để gửi cho mọi người xem mã số 1. Thì mã số 1 gửi cho mọi người xem là lửa Gamakatsu, đó, lượng nội địa Nhật nha mọi người. Đó. Phơm lửa nó thế này nè mọi người. Đây. Đó. Nó cong thế này. Lửa bầu bầu cong cong thế này, đó. Lửa này thì rất là bén rồi, đó, lửa Gamakatsu thì không cần phải giới thiệu gì nhiều. Đó. Thì lửa này sẽ là lửa xe số 10 và một bịch này nó sẽ có 11 lửa nha mọi người. Đó. Thì lửa này thì mình chuyên dùng để câu cá rô động nè, đó, cá phi nè, cá chê. Đây, đó. Thì anh em miền Tây thì có thể câu cả mè dinh, mè dảnh, tấm nho đó. Rồi, mình bán giá công khai một bịch này, mình bán với giá 20k nha mọi người, 20k một bịch nhé. Mã số 1 sẽ số 10. Một tí mình sẽ để một tập đo cho mọi người xem. Tiếp theo mã số 2. Mã số 2 thì sẽ là size số 12 nha mọi người. Đó. Size số 12 thì lớn hơn một tí. Cho anh em câu cá chê nè, đó, câu chê, cá phi, đó, câu đài. Làm nho cũng làm nho, câu cá dảnh, cá dinh cũng rất là ngon nha mọi người. Đó. Thay anh em để câu biển, câu men cá, mú quạ, cá rỗng đó mọi người. Đây, một bịch này nó sẽ có 11 lửa nha. Mã số 2, xe số 12. Mã số 3, xe số 13. Đây, xe số 13 thì lớn hơn 1 tỷ nha anh em. Đó. Đây vẫn là lửa Gamakatsu, hàng nội địa Nhật nha. Đó, xe số 13. Đây. Phơm lửa nó đây anh em. Đó. Lửa cũng rất là bén nha. Thì một bịch này nó sẽ có 10 lửa nha mọi người. Đó, mã số 3 vẫn 20k. Tiếp theo mã số 4. Mã số 4 thì sẽ là size số 14 nha mọi người. Size 14 nó lớn hơn một tí nè. Đó, cho anh em có thể câu cá cha được, câu cá cha, câu cá thắt lát. Đó. Đây. Thì, một bịch này nó có 10 lửa nha mọi người. Mã số 4 size số 14 một bịch sẽ có 10 lửa, lửa Gamakatsu. Đó. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 thì sẽ là size số 15 nha mọi người. Đó, một bịch size số 15, lửa cũng rất là lớn. Lửa này anh em câu cá cha, câu ngâm được ngon lành. Đó, anh em câu biển cũng ok. Đó, còn mấy cá mú quạ, mấy cá đổng á, ngon lành nhá. Rồi, để mình đo tổng lại đo trong xe ô tập cho người xem. Rồi đây anh em, đây là lửa xe số 10, mã số 1 nè, đó. Chỉnh luôn cho anh em câu cá rô nha, cá rô đồng, thôi anh em câu giết cũng được, cá giết, cá phi, câu đài. Xe này thì lớn hơn 1 tỷ cho anh em câu cá chê nè, đó, cá chê rô đồng, câu ngâm. Những xe bên đây thì chuyên về cho anh em nào câu ngâm nhiều hơn, đó, anh em câu ngâm. Đây là mã số 3, xe số 13, mã số 4, xe số 14, và mã số 5, xe số 15. Đó, xe số 15 này anh em câu cá cha được nè, câu ngâm, rất là ngon. Lửa này thì cực kỳ bén rồi nha mọi người, phơm xe lửa đây. Thì ô tập mình đo cho mọi người xem á, là ô tập 8mm nha mọi người. Ô tập 8mm thì bề ngang giống như cái này. Nó bề ngang bằng ô tập thì bề ngang của nó là 8mm. Bề ngang cái này là 10mm. Đó, chứ anh em cứ một ô nhỏ này anh em cộng thêm 2mm thôi. Đó, dễ mà. Rồi, đó. Thì giá mình bán vẫn công khai, giá vẫn là 20k một quỹ nha mọi người. Đây, lửa cực kỳ bén nhá. Lửa phơm của nó thì rất là ok và đẹp. Đây mình lấy một cái phơm cho mọi người xem. Đây mọi người. Đó. Đây. Rất là biển nhá. Phơm nó sẽ cong thế này. Đó. Rất là dễ sóc cá và lửa cực kỳ bén luôn, có ngạnh nhá. Rồi, để mình qua mã khác nha mọi người. Đó. Rồi, ok, tiếp theo qua đây. Qua đây sẽ là mã số 6789. Thì 6789 thì nó sẽ chung cái mẫu lửa nha mọi người. Đó. Đây. Mã số 6, mã số 6 sẽ là size số 8 lửa Gamakatsu. Đó. Đây mọi người. Đó. Đây là phơm mà phơm gọng dài. Phơm này là mình bán rất là nhiều luôn. Đó. Mình bán dạng cho anh em về câu anh em săn lên này về câu cá bóng đục nè. Đó, cá bóng đục rất là ngon luôn. Đó. Anh em có thể câu cá chốt, câu cá giết, câu cá rô. Đó.
mà chuyên về bóng đục nhiều ha. Cái này bán cho anh em cầu bóng đục rất là nhiều, xe số 8 đó. Tiếp theo cái số 9, xe số 9 vẫn là chuyên về bóng đục nè đó. Bóng đục có chơi đó, phơm là gọng dài thế này, gọng dài thế này thì chuyên trị cho mấy con cá nào nó hay nuốt lử đó mọi người đó, rất là ngon. Xe số 9 thì xe số 8 thì nó có 17 lử nha mọi người, xe số 9 thì nó sẽ có 15 lử. Xe số 9 mã số 7 có 15 lử, xe số 12 mã số 8 thì xe số 12 mã số 8 thì nó sẽ có 14 lử thôi nha mọi người đó. Tôm gọng vẫn là gọng dài cho anh em câu bóng đục. Chuẩn bị tới mùa nước đổ vậy rồi, tôm này câu cá lăng cũng rất ngon, cá lăng anh em vẫn còn bông gòn như đây câu cũng rất là ngon luôn đó. Đây anh em, có chê cá đỏng cũng rất ok đó. Mã số 8 xe số 12 và mã số 9 xe số 13 đó. Cái này mình có 4 mã nha mọi người. Đây tôm lượng đó, đây thì mã số 13 này sẽ có 14 lử nhé. Mã số 9 xe số 13 sẽ có 14 lử. Phơm lử vẫn là phơm lử gọng dài chuyên về cho anh em câu cá chê bóng đục đó. Rồi để mình đo trong mô tập cho mọi người xem nhé. Thì giá công khai một túi này mình bán với giá là 25k người, 25k một túi. Thì số lượng cũng có hạn thôi chứ không phải là dạng số lượng nhiều giống như lử chung lử kiện về. Lử này lử gamma nhật thì số lượng cũng ít hả, chứ không nhiều. Đây để đâu trong tập người xem người đó, đâu tập người xem. Đây là xe số 8 nè, xe số 9, xe số 12 và xe số 13 đó. Phim lử mình đâu tập người xem nè đó. Thì xe số 8 thì mã số 6 nhá đó. Xe số 7 thì xe này xe số 9 nè mã số 7, xe 12 mã số 8, xe số 13 mã số 9 đó. 6 7 8 9, đây phơm lửng đây mọi người đó. Hai mã đầu là anh em rất là chuẩn cho cá bóng đục luôn đó. Cá bóng đục xe nào cũng vô cũng ăn cũng dính hết đó. Mình bán cũng rất là nhiều xe mã này rồi. Hai mã sau thì chuyên về cá đỏng, cá bóng đục mà dạng cá bóng đục bự hơn một tí. Anh thời cá hanh cá cháp cũng rất là ngon nhé. Dạng cá hanh cá táp thì anh em xỏ con trùng á, anh thời xỏ tép vô á, xỏ luôn bít cái đầu lửng này luôn đó. Cả bá vô rồi dính, bá vô rồi dính thôi. Phơm lửng rất là đẹp, lửng cũng rất là bén nha mọi người. Rồi để mình qua mã khác cho người xem nhé. Tiếp theo qua đây sẽ là mã số 10, số 11 và số 12 đó. Số 10, 11 và 12 thì đây vẫn là lửng gamma casu nha mọi người. Gamma casu thì mã số 10 sẽ là xe số 10, bịch này sẽ có 11 lửng nha mọi người. Bịch này có 11 lửng, lửng gamma casu đỏ, lửng gamma casu đỏ. Và lửng này dạng đặc biệt nha, lửng này có ngạnh ngược trên lưng nè mọi người đó, thấy không đó, ngạnh ngược trên lưng. Thì cái ngạnh này thì nó sẽ giúp anh em giữ con mồi tốt hơn đó, thì cá nó vuốt con mồi anh em á thì cái ngạnh này nó sẽ giữ lại đó. Chuyên về cho anh em là câu bằng mồi trùng nè, mồi tép nè đó. Anh em câu cá lăng thì anh em câu bằng mồi bông gòn á, anh em quẳng vô cái quẳng vô nó sẽ có cái ngạnh giữ lại cho anh em nhé. Thì lử số 10 này cũng chuyên về cho anh em câu cá lăng, câu bóng đục nha đó. Lử mã số 11 xe số 12, mã số 11 xe số 12 thì nó vẫn nó có mờ lửng thôi nha anh em. Mờ lửng thì nó vẫn có ngành ngược cho anh em nè đó, ngành ngược để giữ mồi lại nhé. Lửng này thì cho anh em câu cá hanh cá cháp câu cá chê cũng rất là im nhé đó. Mã số 12 thì sẽ số 13, bịch này có mờ lửng và vẫn có ngành ngược đó. Loại này thì là lửng gamma casu đỏ nha mọi người đó, lửng gamma casu đỏ. Lửng này rất là bén rồi, bén và rất là cứng nhá. Lửng vẫn là lửng gọng dài. Rồi mình bán giá công khai một túi này giá là 30k người, 30k một túi. Thì anh em mua một túi mình quẩn ship luôn nha mọi người. Mua một túi quẩn ship thì giá ship một đơn hàng bên mình sẽ là 30k đó. Rồi đến đo xe lửng mua tập cho anh em xem, cho anh em dễ mua và chốt hàng. Đây mua tập đây anh em. Thì anh em phân quan muốn đo xem mua xe lửa anh em cần bao nhiêu thì anh em cứ để ô tập như thế này chúng mình đó, cứ nhìn vô đây là anh em dễ đóng ra nhất đó. Đây đó. Đây anh em đều có ngạnh ngược nhá, ngạnh ngược mà mình quay trong cái camera thấy ngạnh thì nó rất là bén rồi đó. Anh em giữ mồi rất là tốt nhá. Đây giữ gamma casu đỏ
Rồi, giá công khai một túi giá 30k nhé. À, đây là size số 10 nè, số 12 và size số 13. Mã số 10, 11, 12 nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Mình qua mã khác nhé. Rồi, ok, qua đây sẽ là mã số 13, 14, 15. Thì mã số 13, 14, 15 sẽ là cùng xây lửng cho người, cùng form lửng nhé, khác xây. Mã số 13 sẽ là xây lửng, là xây lửng số 9, lửng Gamakatsu, lửng hoàng nha mọi người, lửng hoàng, cộng quân. Mã số 14 sẽ là lửng Gamakatsu, lửng hoàng, đó, xây số 11. Và mã số 15 sẽ là lửng Gamakatsu, xây số 12. Đó. Đây anh em, đó, đây, lửng số 9 xây ra. Lửng số 9 Gamakatsu mọi người, lửng gần quân nè. Lửng này thì form này thì anh em có thể về câu cỡ ngô đồng nè, cá chê, đó, câu chép, câu phi cũng rất là ngon nhé. Đây, lửng này thì được cái là nó mảnh và nó rất là bén, đó, nó mỏng và nó rất là bén. Và đây, xe số 11, xe 11 này anh em thì câu về câu cá chép, đó, câu chép, câu đài, đó, lửng rất là bén nhé, rất là mảnh và bén. Lửng này lửng đều là lửng có ngạnh hết nha mọi người. Xe số 13 một túi này sẽ có 12 lửng. Xe số 14 một túi này, mã số 14 một túi có 11 lửng nhé, xe số 11. Tiếp theo sẽ là xe số 12 mã số 15 một túi này nó sẽ có 11 lửng nha mọi người. Mã này thì đánh chép ngon, đánh chép con ngâm thì rất là ngon, lửng rất là bén, lửng Gamakatsu. Rồi một túi này mình bán giá công khai, một túi này giá là 25k người, mã số 13, 14 và 15, một túi 25k. Đó. Đo ưu tập người xem. Đây, đó, lưỡi hoàng nha mọi người. Đó, lưỡi hoàng. Nhìn cực kỳ bén luôn. Đó. Phơm lưỡi và phơm lưỡi mảnh mỏng nha mọi người. Đó. Lưỡi này anh em câu đài rất là ngon. Đó, câu đài, câu men phi nè. Đó, câu gô đồng nè, đó. Câu chép. Được cái là gọng cây, mấy cái lưỡi này là gọng dài hết nha, không phải là gọng chữ U. Đây, phơm ở đây, lưỡi cực kỳ bén nha mọi người. Đó. Rồi giá công khai là 25k một túi nha. Để mình qua mã khác cho mọi người xem. Rồi tiếp theo qua đây, qua đây sẽ là mã số 16, 17 và 18 nha mọi người. Đây, mã số 16 gửi cho mọi người là một lưỡi Gamakatsu. Lưỡi này lưỡi xây số 12 và một túi này sẽ có 14 lưỡi nha mọi người. Một túi này có 14 lưỡi. Lưỡi này là lưỡi form nhận thế này. Đó. Form thế này mọi người. Đây. Đó. Và lưỡi này cực kỳ dày nha. Họ làm rất là dày. Đó. Lưỡi có ngạnh và làm rất là dày nhé. Lưỡi này chuyên về cho anh em nào câu cá chê á, dạng săn hàng. Đó. Anh em câu thắt lát, chê hoàng, lưỡi này đánh 3 phát rất là ngon. Anh em câu biển cũng được, nó câu biển rất là ok. Tiếp theo là mã số 17. Mã số 17 là size số 14 nha mọi người. Mã số 17 size số 14 và một túi này nó sẽ có 13 lưỡi. Và lưỡi cũng là form giống vậy thôi. Nhưng mà được cái là rộng mà. Được cái là cái phôi lưỡi của họ làm rất là dày luôn. Đây. Phôi lưỡi dày cua nha mọi người. Đó. Form đây. Đó, cho anh em câu biển nè, đó, câu ngâm, câu thắt lát, câu cá chê. Đó, đây, form này, đánh form này cực kỳ ok nhé. Mã số 17, đó, mã số 17, size số 14, tối 13 lưỡi. Tiếp theo là sẽ là mã số 18, size số 15 nhé. Mã số 18, size số 15. Đây, form lưỡi nó đây. Đó. Phôi lử họ làm cũng rất là dày. Một túi này sẽ có 12 lử nha mọi người. Đó, một túi có 12 lử. Đây, đó. Rồi, giá bán không cay giá bán không cay là 30k người, 30k một túi nhé. Mã số 16 17 và 18, 30k một túi. Đó. Để mình đo sale tập người xem. Và mình lấy cho mình xem tại sao mình nói nó dày. Đây anh em, phôi lử đây. Đó. Đây này, nhìn đây, lưỡi họ làm rất là dày nha mọi người. Đó. Bên đây là cái xe này, xe em chuẩn đánh cá chê hoàng luôn, chê hoàng thắt lát chuẩn đánh luôn. Đó. Hai xe kia thì anh em có thể câu biển, câu ngâm,
lưỡng có ngạnh và rất là bén nha mọi người. À. Rồi, giá công khai một túi mình bán cho mọi người giá cũng là giá là 30k nha mọi người. Đây anh em. Phong lượng nó rất là dày nha. 30k một túi. Rồi, để mình qua mã khác nhé. Theo lên đây. Lên đây là mã số 19. Mã số 19. Lưỡng nó cũng rất đặc biệt. Mã số 19 lưỡng này là lưỡng xe số 16 người, xe số 16. Một túi này sẽ có 12 lưỡng nhá. Một túi này sẽ có 12 lưỡng. Và lưỡng này lưỡng sẽ là lưỡng gọng dài. Và đặc biệt một cái là trên ngạnh nó sẽ có hai lưỡng. Trên thân của nó sẽ có hai ngạnh luôn người, hai ngạnh ngược nè, đó. Cho anh em móc mồi câu. Lưỡng này phơm này phơm bự nha mọi người, cho anh em săn hàng nhé. Câu có hanh, cá cháp nè, đó, câu ngâm săn hàng. Đó. Anh em ngâm bằng mồi tép, mồi tôm nè. Mồi trùng nè, đó. Đấy cái này về ngâm. Đây anh em, xây trên lưng nó có ngạnh ngược nè mọi người. Giúp cho anh em giữ mồi tốt nhé. Lưỡng thì rất là bén rồi, cũng ra mặt cao su mà. Đây. Để là thủng, để là thủng nha mọi người. Rất là bén. Để đo ô tập người xem. Đó. Mã số 19 giá bán công khai sẽ là 30k người, 30k một túi nhé. Đây. Anh em xỏ trùng không thôi, xỏ tép anh em, xỏ bích tàu lửa luôn. Đó, có mấy cái hành này giữ lại thì anh em yên tâm. Đó. Ngành ngược rất là chắc nha mọi người. Đó. Phơm lửng đây. Và lửng này họ cũng làm rất là dày nha mọi người. Dày cui luôn nè. Đó anh em thấy không? Rất là dày, dày và bén. Rồi, giá công khai mã số 9, giá sẽ là 30k nhé, 30k mã số 9. Rồi, ok. Tiếp theo sẽ là mã số 20 và 21. 20, 21 là những xe lửng chuẩn về cho anh em săn hàng dạng anh em câu rài. Thì anh em sẽ câu cá hanh, cá cháp, câu ngâm. Đây. Mã số 20 sẽ là size số 9. Đây, lử là lử dạng phơm dạng phơm nanh số nha mọi người. Phơm chữ U nhá. Đây. Phơm nó đây, phơm nó thế này. Đó. Một bịch này nó sẽ có 16 lử và lử cũng cực kỳ bén nha mọi người, lử ra ma cao su cực kỳ bén luôn. Đó. Mã số 21, mã số 21 sẽ là xây lử là xây lử số 11. Đó. Một bịch này nó sẽ có 9 lử nha. Một bịch này sẽ có 9 lử. Đây, phơm lử nó đây mọi người. Lử nó cũng rất là bén rồi, yên tâm. Lử chữ U nha mọi người. Xây số 11 sẽ là chữ U. Đó. Xây số 9 sẽ là nành sói, nành sói. Rồi, giá mình bán công khai. Loại này mình bán với giá là 25k người. 25k một túi. Đó, mã số 20 nè, xe số 21 nè, mã số 21. Để đo ô tập người xem. Đây mọi người, đó. Mã số 21 thì dạng chuẩn về cho anh em câu cá hanh, cá cháp nhiều hơn. Đó, câu hanh, câu cháp. Dạ anh em câu ngâm đó mọi người. Đó. Không thôi anh em câu đài dạng săn hàng. Câu phi, câu cá chê. Mã số 20 thì đây, mã này mã số 20 sẽ số 9 nè. Đó. Này chỉnh cho anh em câu đài nhiều hơn. Câu đài. Cục chép. Câu cá phi. Câu cá trôi. Đây anh em phơm lửng đây. Đó. Thì phơm lửng này thì tùy vào chỗ anh em câu mà anh em lựa nhé. Đó. Cứ anh em muốn đo xe lử thì anh em cứ lấy ô tập anh em đo, để xe lử anh em vô là đo ra liền. Đó. Lử ok hết cho mọi người, lử rất là bén, lử ra mặt cao su. Rồi đếm qua mã cuối cùng, mã số 22. Rồi ok. Mã số 22 gửi cho người là lử Pudo. Đó, lử Pudo của Japan nha mọi người. Đây, Japan. Đó. Lử này thì lần trước về nhà, về vật mình câu. Lử này cũng rất là bén và rất là ngon nha mọi người. Đó. Một bịch này sẽ có 10 lử thôi nha anh em. Một bịch này sẽ có 10 lử. Và lử này chuyên về cho anh em săn hàng. Đó. Anh em làm nho câu cá cha thì lử này đó, cũng rất là chuẩn luôn nha mọi người. Đó. Đây, câu cá cha, câu cá ngạnh dạng anh em câu ngâm. Lử này siêu bén rồi. Đó. Đây.
anh em có thể làm lợn dít cũng được đó. Rất ngon nha mọi người. Rồi để mình đo trong này sao tập người xem đó. Phơm này thì nó nã như phơm của chino nha. Đây ô tập sao tập nha mọi người. Giá mình bán sẽ là 30k người, 30k một túi này đó. Thì mấy cái này thì cũng về số lượng có hạn thôi chứ không có nhiều nha mọi người. Mọi người có ưng á, thì tranh thủ chốt đi đó. Thì mình mua lưỡng này thì mình cũng để đó thôi. Nhiều lúc tới mùa cá này thì hiện tại không có mùa cá, thì qua tới mùa cá thì anh em có anh em câu liền đó. Cái lúc mà kiếm săn thì ít lắm. Mấy cái lưỡng nhật này thì về cũng không được cái số lượng nhiều đâu. Đây lưỡng rất là bén nhá. Rồi mọi thôi, anh em cần thì có thể liên hệ với mình để số điện thoại góc này màn hình nhé. Rồi cảm ơn mọi người, đó tổng cộng 22 mã lưỡng lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào chốt mọi người liên hệ giúp mình nhé. Rồi giá mã cuối cùng mã 22 30k.